iPhone 11, siêu phẩm 2019 của Apple. Apple đang có kế hoạch ra mắt thị trường 3 mẫu iPhone mới. Những chiếc điện thoại này sẽ sử dụng chip xử lý A13 mới nhất của Apple. Đáng chú ý khi ba mẫu điện thoại này được trang bị cổng Lightning thay vì USB Type-C như đồn đoán. Bên cạnh đó, các mẫu iPhone của năm nay sẽ được trang bị tính năng Taptic Engine mới với tên mã Haptics. Ở thời điểm hiện tại, chưa rõ công nghệ Taptic mới sẽ mang tới cải tiến gì trên iPhone 11. Có vẻ như đây sẽ là một phiên bản nhằm cải thiện cho tính năng haptic TikTok. Theo các báo cáo mới nhất, Apple sẽ loại bỏ tính năng 3D top trên những mẫu iPhone của năm 2019. iPhone 11 sẽ được trang bị cụm ba camera chính có dạng hộp vuông ở phần mặt lưng, trong đó bao gồm một ống kính góc rộng. Nguồn tin dò dỉ trước đó đã tiết lộ một số hình ảnh render cho thấy vị trí đặt cụm ba camera này. Với camera thứ ba, ngoài khả năng cho góc nhìn rộng hơn, nó cũng sẽ hỗ trợ tính năng Smart Frame khung thông minh. Về cơ bản iPhone 11 sẽ sử dụng camera góc rộng để chụp thêm một hình ảnh nữa với góc nhìn rộng hơn. Đây sẽ là dữ liệu đầu vào giúp người dùng có thể crop hoặc xoay ảnh mà không bị mất đi chi tiết. Các bức ảnh chụp thêm này sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định trước khi bị tự động xóa nhằm đảm bảo tính riêng tư. Không chỉ vậy, camera selfie trên iPhone mới sẽ hỗ trợ chế độ quay video siêu chậm ở tốc độ 120 khung hình trên giây.